Xin chào mọi người, mình mình cho đi thăm lưới tép. Mình có cái này, cái bên đây, tại cái ruộng bên đây nó khô rồi, mình dỡ lên luôn rồi, còn mình còn cái lưới tép thôi. Cái hướng bên đây nè, mình thăm lưới tép. Có tép thì mình làm món bánh xèo, tép 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 đồng, tép ruộng á, tép trong cho mấy bạn xem, uống với rau rừng, ăn chung rau rừng nữa. Tại nhiều bạn cũng thích cái món đó hơn, nhiều bạn cũng đề nghị làm cái món bánh xèo tép đồng. Chắc chắn mấy bạn đó ở dưới quê đã từng ăn cái món đó rồi, thì món nó cũng ngon lắm. Có tổ kiến này, là ở đây mình gọi là kiến vàng nữa bạn. Kiến vàng này ở ngoài Gia Lai á, ta bắt nguyên ổ, ta lấy trứng lấy con này luôn, ta rang sơ lên, cái ta đem phơi nắng, sau đó ta bỏ muối, ta về đâm chung á, y như ớt vậy đó. Nó tại con kiến nó ra cái vị chua chua á, ta gọi là muối kiến vàng. Này tổ nè, trứng nó màu trắng trắng trắng, mình chọc nó ra nó cắn mình, nó cắn gì lắm đó nữa nè. Mình đi thăm lưới, không có chơi mấy con kiến vàng. Thì mấy búp sen nè, mấy bạn là dưới quê chắc thèm, đi xa là thèm búp sen. Búp sen ăn ngon lắm nha, cái nhân ở trong, hạt sen ở trong á, non non già quá hơi cứng, bột bột nó ngon, vừa vừa non non đó. Ăn ngọt thì ngọt đó, búp sen. Cỡ này non nè, cái còn cái búp này hơi hơi già rồi, non non ăn ngon, dài nấu chè ngon. Mình thăm cái lưới đằng kia, sáng cây sen nó nở đẹp ghê. Mới sáng sớm á, trời chưa nắng á, mới hừng lên á, bạn ra mấy ao sen đứng á, theo cái hướng gió nó bay lại mình, thơm lắm, thơm nhẹ nhàng mà thơm thiệt. Cái bông nó gừng nở ra nó còn búp 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 gì nè, mình lấy trà mình bỏ vô, mình lấy cái thun mình cột lại để chừng ăn buổi vậy đó, mình ra mình hái cái bông sen luôn luôn, xong đổ trà ra uống, thơm mùi sen cực kỳ, mà thơm nó thơm tự nhiên nha, chứ không phải cái hương mà ớt hương liệu đâu. Lại thăm lưới, lưới hôm nay bị chuột cắn các bạn ơi, không còn gì hết, chỉ có con chuột nó thoát ra được, hay chuột thì nó cắn nó thoát ra được, rồi mấy con khác nó chui theo, đây không có con gì hết. Để mình mai lại cái lưới. Thì có mấy bông sen nở đẹp này không? Nãy như mình nói ấp trà đó, mấy cái bông như cả đó đó, nó vừa mở ra đó, bắt đầu mình bỏ nhúm trà vô, mình cột lại, mình để nửa buổi, mình hái luôn cũng được, mình cột vô, mình hái viên bông xuống, bắt đầu nó ra cái mùi, nó cái mùi sen, hương sen á, nhụy rồi nó thấm vô trà uống thơm. Và hôm nay thăm lưới không có một chút, thì kéo lưới, có tép đi làm bánh xèo cho mấy bạn coi.
Ui, quá trời tết luôn. Đưa cái kia lên kìa, nó chạy ra ngoài kìa. Bấm nước nào? Có hai cái sọc hả? Thấy chưa, mê chưa? Tép nè, tép rượt phi cá sặc vô lựa thôi, mê chưa? Anh là bình thường thôi.
Rồi, đập dừa nha các bạn, nạo dừa. Có mọng luôn. Rồi cho các bạn coi cái mọng mọng dừa luôn. Cái này là nó lên trái cái cây dừa con nè để trồng nè, đó. Ở trong đây là gọi là mọng dừa hay cái phổi dừa á. Đó, các bạn thấy thấy cái lỗ ở đây không? Cây dừa con mọc ra từ cái lỗ đó đó. Nạo xong rồi nó dắt cái cối. Chị Loan đang bào củ hủ dừa luôn, nãy mình mới lấy được ít củ hủ dừa, đu thì được 30 con. Đó, cái này bỏ chung với bánh xèo luôn nha, bánh xèo cổ hủ dừa. Thét bữa mình cắt đầu rồi các bạn, luộc sơ rồi vớt ra. Cái tép này thực ra để tươi mới ngon, mà không lẽ là ngày hôm qua đổ bánh xèo rồi, mà xong cái khách vô nùm nộp cái phải hoãn lại, nên hôm nay mình bỏ tủ đông nè, qua mấy chị cắt đầu sẵn nè, tủ đông nên nay mình luộc sơ chứ để tươi là ngon hơn nhiều. Rồi giờ mình quậy bột nha các bạn, không phải mình, bà xã mình quay thôi, mình không phải cái gì cũng biết. Rồi này, cho bột bánh xèo á, mình đổ một ít bột gạo vô để cho nó giòn giòn, nó cứng cứng bánh ngon hơn. Rồi mình đập trứng bỏ vô. Mình bỏ một ít bột nghệ cho cái bánh xèo nó vàng nhìn đẹp. Đây mình bỏ ít đường nha các bạn. Đường. Chút xíu muối cho đậm đà. Rồi mình đổ nước cốt dừa vô mình quậy lên thôi. Mình cứ canh từ từ mình quậy sao cho nó lỏng nhưng mà cũng còn hơi có cái đầu sạch sạch các bạn. Đấy các bạn, gì được rồi nè. Nhỏ hành lá vô. Trong lúc bà xã mình chuẩn bị chảo rồi bếp rồi chiên ha, mình quay cái rổ rau sáng mình đi hái, trừ ngoại trừ mấy cái rau rau sống là mua thôi nha, còn dấp cá là ở nhà luôn nè. Đây mình có dấp cá nè, mình giới thiệu cho các bạn coi luôn ha. Dấp cá, lá trăm nè, ở đây có lá trăm, trăm tiêu với trăm bầu đều lá non đều ăn được hết luôn. Này cái lá ba chạc hay chè đắng nè, đó nè. Ở đây là có lá chòi mồi nè, bằng lăng nè, mấy cái rau sống họ giới thiệu ha. Lá lốt đây, cái bệ xanh là mua rồi, chỗ này là cát lòi hay là lá phát tài rừng á, đọt chiết hay là lộc vườn Nam Bộ, lá cóc, lá cách. Ở đây có châm nguội nữa đó, châm nguội hay cơm nguội á, tùy nơi thôi đó. Thấy cái tàn tao đã không các bạn đó. Này rồi mấy bạn muốn ăn thêm dưa chuột gì đó là sắc vô thêm, bỏ vô thêm. Ai muốn cuốn bằng bằng lá cải bẹ xanh thì cuốn. Ai muốn cuốn bánh tráng thì lấy bánh tráng cuốn. Giờ mình đi quay đổ bánh xèo, bắt đầu chiên bánh xèo cho các bạn coi nha. Rồi mình giới thiệu lại mấy nguyên vật liệu đổ bánh xèo cho các bạn luôn nha. Này tép nè. Nó như mình nói rồi, không lẽ là ngày hôm qua mình đổ bánh xèo mà hôm qua khách đông á, phải để lại tủ đông nè. Hôm nay luộc sơ tép nè. Không ngon rồi, gì cũng được nhưng mà không ngon đâu, không ngon bằng tép tươi đâu. Qua mới kéo lên ngon rồi, ngon nè. Thì ba rọi. Ba rọi này cắt sợi nè.
Nước bạn cái này là mình luộc, mình cắt nha. Còn mấy bạn nào thích xào sơ trên chảo dầu thì cứ xào. Tùy mỗi người. Đây, giá nè. Giá phải mua thôi. Còn cái củ hủ dừa nãy mình dưới Nam ra bắt ổ đuông á. Thì bắt được ba mấy con. Còn ít củ, có được ít củ hủ luôn. Rồi, dập tới phần chiên bánh xèo. Đổ dầu vô nè. Này đựng cái rồi, nhưng mà nãy tại đợi mấy cái gia vị, mấy cái thứ đồ đổ bánh xèo bên đây. Sẵn mình chờ mỗi gấp thì không có quay thêm cho mấy bạn thấy. Đó, bây giờ mà quay lại nha. Đó. Cho dầu vô rồi nha, đổ bột vô. Cho mỗi thứ một chút. Rồi. Tép đồng. Đây mình gọi tép gạo hay tép trong, ở dưới quê như tép ruộng hay tép rong gì đó. Cái miếng đó là củ hủ dừa. Thấy ngon mấy bạn, màu gì được rồi, nhiều bạn bạn muốn màu nó đậm hơn thì cứ bỏ bột nghệ nhiều. Tìm cái nữa mà tìm ngon không, bánh xèo tép rong củ hủ dừa. Đây, đây là người chiên bánh xèo nhé bạn. Đó. Cái này nãy làm đầu tiên than nhiều quá, nó hơi hấp, nó vàng. Đó, mấy cái này ngon rồi nè. Xong cái này là ba cái rồi các bạn. Rồi xong giờ mình vô mình quay chị Lon làm cái chấm cho các bạn xem nha. Sẵn xin lỗi mấy bạn, mấy lần trước mình quay á, cái ở bếp này nè mình để cái quạt á, mấy bạn nghe không rõ mình nói, mình cũng xin lỗi. Chị Lon bắt đầu làm nước chấm. Chị bào củ cải đỏ cà rốt đó mà. Chị bào ra trước anh chút, chị sắc sợi. Nhiều ớt gì có cay không chị Long? Tỏi với lại ớt nó ớt đẹp. Nó làm cái màu nước mắm nó đẹp lên. Không sao. Chút mình ớt ớt mình lấy nước mắm khác mình làm.
chén nước. Nước đun sôi để nguội thôi. Nước dừa cũng được các bạn. Rồi nhỏ xuống ha đường. Tại vì nước mắm làm bánh xèo thì mình làm đường nhiều. Tại vì bánh xèo là ăn nó ngọt ngọt, nó mặn mặn thôi. Mình sẽ bỏ tỏi, tỏi với ớt vô thì nó mới nước với lại đường thì nó mới nổi ớt với tỏi lên nó mới đẹp. Nếu mình đổ nước mắm với thì nó mặn thì nó sẽ bắn tỏi với lại ớt xuống dưới. Tiếp theo mình bỏ cà rốt. Này cho thịt. Cho nó thấm đường nó sẽ nổi lên được. Chị Long nói mấy bạn nghe rõ không? Là mình bỏ nước nè, bỏ đường nè, rồi sau đó bỏ tỏi ớt băm á vô liền mấy bạn. Tại nếu mà bỏ nước mắm vô trước tỏi ớt với băm á thì tỏi ớt nó sẽ chìm xuống dưới không đẹp. Nên mình sẽ bỏ tỏi ớt vào nước, bỏ đường, bỏ cà rốt, sau đó mới bỏ cuối cùng mới bỏ nước mắm nha mấy bạn. Rồi xong. Rồi xong phần nếp chấm á, cũng đơn giản ha. Thấy đơn giản nhưng cũng tùy, không phải ai làm cũng ngon hết phải không các bạn? Mình cũng không phải chuyên gia, nước chấm thì cứ chị Loan làm. Rồi mình thử nước chấm luôn. Chị đặt trái chanh vô nữa. Rồi bây giờ mới là hoàn thành nước mắm. Ngon rồi, dọn ra nha. Rồi đây cái giai đoạn chính rồi bạn. Đây thôi, mấy người mấy chị nói rồi mình đây mình chảy nước miếng rồi các bạn. Đang quay không đâu, đang quay lên không có lên tham gia được. Để mình quay cận cảnh lại cho các bạn coi nha. Rồi, bánh xèo nè, nước mắm nè, rồi đây có bánh tráng, ai thích cuốn cuốn. Tại vì mình ăn cái cải bè xanh nhỏ thôi, chuẩn ăn loại to quá cũng không, loại đó thì cay quá với nó người ta. Nói chung là cái lá to thì không nên, không tốt, thường ta trồng thuốc nó mới to. Đây sử dụng rau rừng. Mùi lá lớp nó chua chua nè. Dạ, lá lớp kèm thêm miếng rau sống. Trăm đó. Xà lớp. Thơm. Miếng xèo. Rồi để mình tham gia mọi người. Mình cảm ơn mấy bạn xem clip mình nha. Mấy bạn thấy phía xa kia là bữa mình nói làm cái tre để làm chòi á, hay làm mái nhà đó thì phải ngâm vậy đó. Rồi cảm ơn mấy bạn nhiều. Chúc mấy bạn một ngày vui vẻ.